Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bạn thiên vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tin giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh người khắp chốn nghi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Năm mô Bố Tha. Dạ, dạ. Thủ kính cảm ơn Minh Quách Thanh Nát cho bài học. Và trước khi con thỉnh ngài lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Bài học ngày hôm nay kinh Tiểu Bộ Khuất-thắc-cá Đi-ca-giá Iti-bút-ta-cá chương 2, 2 pháp phẩm 1, bài 34 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi khác khổ ách. Này các tỷ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi khổ ách, khỏi các khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói lên. Người không có nhiệt tình, không có biết sợ hãi, biết ngát, không tinh cần, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính, vị tỷ kheo như vậy, không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng giác. Ai giữ được chánh niệm, thông minh, tu thiền định, nhiệt tình, biết sợ hãi, và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sự sanh và già, ở đây có thể đạt chánh trạng giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tuệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Thân chào quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, một vấn đề khó cho chúng ta là khi mà giáo lý, lời dạy của Đức Phật được ghi lại bằng phân tử, và khi chuyển dịch
chúng ta gặp phải những cái sự lấn cấn do các cái từ ngữ phi dịch. Làm cho chúng ta có thể hiểu lạc đi. Cho nên khi mà trình bày một ý nghĩa của một đoạn kinh, chúng ta phải hết sức thận trọng và phải với cái trí tuệ thâm nhập được ý nghĩa về pháp, chúng ta mới không có bị trở ngại. Thí dụ như ở trong cái bài kinh hôm nay, trong một đoạn đầu thì bản dịch là: này các tỳ kheo, tỳ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thường an ổn khỏi các khổ ách. Cái cách mà chúng ta hành văn như thế này đó, thì chúng ta không biết cái nào là chi pháp, còn cái nào là cái hệ quả một câu nói. Không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, cái nào cũng không có, không có hết đó. Thì như vậy chúng ta bị trở ngại rồi. Thứ nữa là ở trong bài kệ đó, cái đoạn sau: ai giữ được chánh niệm, thông minh tu thiền định, nhiệt tình, biết sợ hãi và không có vấn vật, sau khi chặt đứt được kiết sử sanh về già, ở đây có thể đạt chánh đẳng giác vô thường. Cái chữ chánh đẳng giác vô thượng đó làm cho chúng ta bị hiểu lầm. Nghĩa là chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ rằng cái bài kinh này là Đức Phật Ngài chỉ nói đến cái việc mà thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác thôi. Vô thượng chánh đẳng giác chứ không... chứ làm sao mà... với cái câu này mà chúng ta hiểu rằng là chỉ đạt đến cái sự giải thoát. Nhưng thực ra thì ở trong cái bản kinh Pali chúng ta đó, Sampothi Mambuttarang Phuse, chữ Sampothi đây thưa quý vị, chúng ta không phải hiểu giống như là cái chữ Samma Sambuddho được. Samma Sambuddho mới là chánh đẳng chánh giác, là Đức Phật chỉ cho Phật toàn giác. Còn cái chữ Sampothi ở đây đó là nó đồng nghĩa với chữ Bodhi. Cũng như chúng ta nói Pochanga là giác chi, mà khi chúng ta nói đến Sati Sampochanga, chữ Sampochanga thêm chữ tiếp từ ngữ sang thành Sampochanga,
thì cũng giống nhau thôi. Cho nên chữ chữ Sampo-thí hay là Pô-thí, Pô-thá hay là Sampo-thá thì cũng vậy thôi, chứ không có nên hiểu là chánh đẳng, chánh đẳng giác vô thượng. Cái câu mà đẳng giác vô thượng đọc qua nếu không có tiếng Bali đó thì chúng ta bị nhầm lẫn với cái chữ Samma Sambuddho. Chỉ có Đức Phật bậc đạo sư, ngài là bậc toàn giác, cho nên mới gọi là Samma Sambuddho. Còn cái chữ Sampo-thí ở đây nó chỉ tương đương với chữ Bô-thí. Chúng ta trong trong tiếng Pali nó có nhiều chữ tương đương lắm thưa quý vị. Bây giờ quý vị chậm một chút xíu, chậm chút xíu. Chúng tôi sẽ cho quý vị xem mấy chữ. Chữ phát xô có nghĩa là xúc. Khi chúng ta nói đến sáu xúc, sáu loại xúc như nhãn xúc, nhĩ xúc, vân vân, thì cái chữ đó nó là chắc khú. Quý vị thấy chữ phát xô là xúc, mà chắc khú xâm phát xô là nhãn xúc, thì như vậy chữ phát xô với xâm phát xô nó cái nghĩa giống nhau, cái nghĩa giống nhau. Thí dụ chúng ta nói là môi trường gô, là giác chi, sati, sam, sampochango, sati sampochango là niệm giác chi. Như vậy thì chữ bố chăng vô với chữ sam bố chăng vô nó đồng nghĩa với nhau, cũng là giác chi hết. Do đó cho nên cái chữ pô thí nó phải pô chá, pô chá nó đồng nghĩa với chữ pô thí. Bồ Tát Sampo-thí. Bồ thí với Sampo-thí giống nhau. Thành ra ở đây đó, cái chữ này chúng ta không thể dịch là chánh đẳng giác được. Chữ chánh đẳng giác đó, thưa quý vị, nó rất là quan trọng. Cái chữ chánh đẳng giác là Samma Samma
Sambutthu. Samma Sambutthu là chánh đẳng giác. Quý vị thấy rắc rối lắm giờ. Bởi vì Đức Phật Ngài có thuyết rằng này các tỳ kheo, khi nào giáo pháp bị hiểu sai lệch về văn, về nghĩa, tức là văn tự và nghĩa lý, thì như vậy giáo pháp sẽ bị biến mất, nguy hiểm lắm. Cho nên khi mà làm cái công việc mình giảng giải kinh điển không phải đơn giản đâu. Thì trở lại vấn đề là trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi mới trình bày với quý vị. Ở trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài dạy pháp hai chi. Quý vị nhớ nè, đọc một bài kinh mà chúng ta không hiểu gì hết á, thì chúng ta nên trước hết là chúng ta tìm xét cái bài kinh này nó nằm ở trong cái phẩm gọi là hai pháp. Cái phẩm hai pháp thì trước tiên là chúng ta phải tìm cho ra được nội dung ở bài kinh đó, phải có ra hai pháp. Chúng ta quý vị chú ý, quý vị chờ cho chúng tôi đã lấy cái phần bản, lấy cái chữ Pali ra mới được. Trước tiên là hai pháp Anatapi và Anatapi, hai pháp đầu tiên. Rồi ở phía sau đó, đoạn sau hai chi pháp. Quý vị chú ý, trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài thuyết hai lần. Cái đoạn đầu thì Ngài thuyết hai chi là Anatapi. Sao vậy? Sao Sài Gòn vui lắm? Dạ, đúng rồi, Anatapi. Rồi cái đoạn sau đó là Đức Phật thuyết Atapi và Otapi.
hai cái chữ trời. Thì sẽ giải thích cho quý vị nghe hai cái từ này, hai từ này đối lập với nhau. Chữ Atapi ở đây đó, theo trong chú giải của bài kinh này đó, được gọi là Viriya, tinh tấn. Cho nên Anatapi là không có tinh tấn, nhiệt tâm và không nhiệt tâm, nhiệt tâm và không nhiệt tâm. Chúng ta nhớ chữ Atapi. Và khi mà chữ Tapi đó mà chỉ thêm một cái nữa là chữ Ot, Ottavi, bỏ chữ A đi, lấy chữ Ot, Ottavi. Ottavi và Anottavi, tức là sợ và không sợ. Cho nên cái chữ được giải thích như thế này, quý vị chậm chậm để chúng ta xem cái đoạn chú giải kia. Anatapiti, gọi là Anatapi đó, thì trước hết là giải Kilesa năng Atapanasa, Atapanasa, Atapu. Tức là thiêu đốt phiền não thì gọi là Atapu. Atapu ở đây nó đồng nghĩa chữ Viryam, tức là tinh tấn. So etassa athiti atapi, người mà có cái pháp atapo đó thì gọi là atapi. Quý vị nhìn ở trong chú giải phải nhớ. Còn mà không có đó, không phải là na atapi, không phải là atapi thì là anatapi, tức là không có nhiệt tâm, không có nhiệt tâm. Mà chữ không có nhiệt tâm ở đây đó, anatapi là thế nào? Samapatthana, virahito, virahito, kusito, thiputang. Chúng ta nhìn cái chữ là chúng ta biết samapatthana tức là chánh cần hay chánh tinh tấn, virahito tức là lìa bỏ cái chánh tinh tấn đó, gọi là kusito tức là cái sự lười biếng, vô tăng vô tí tức là được nói. Còn chữ kusoti, kusito tí, chữ tí ở phía sau có nghĩa là kusito iti butang huti, chúng ta nói cho đủ iti butang huti tức là được nói là tình, được nói là lười biếng hay là biếng nhác. Thì như vậy chúng ta đã giải quyết được hai chữ rồi. Một là pi, tức là cái người nhiệt tâm. Anatapi là người không có nhiệt tâm, người không có nhiệt tâm. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích một cái từ thứ hai, ot, ottapi. Dân na otapati, otapitapi na, là không sợ với cái điều đáng sợ hãi, không sợ hãi với điều đáng sợ hãi.
không sợ cái gì. Na atapati papa nang kusala nang tham nang. Samapatiya. Không sợ cái gì? Các không sợ cái sự làm các ác bất thiện pháp, không sợ làm các ác bất thiện pháp. Y quan quốc tăng được nói như vậy, tăng ở nó tập văn ở nó tà pô người mà không có sợ hãi cái điều ác ấy, chỉ tăng ở đây là ác bất thiện pháp ấy, thì gọi anh nói tapu, tức là cái sự không sợ hãi. So a sa thi tí anh nói tập vi tí eva metha atho vidi tapu, là người mà có cái sự không sợ hãi đó thì gọi là vui, người vui là không sợ hãi. Giống như cái chữ vô tạm vô quý vậy thưa quý vị. Ở tập bá là quý, anh nói tập bá là vô quý. Thì như vậy anh nói tập bi, tức là người vô quý là người không có sợ hãi. Làm các cái việc bất thiện pháp không có cái sự lo sợ. Thì như vậy chúng ta có được bốn cái nghĩa từ. Cái cặp từ Atapi và Anatapi là tinh tấn và biến nhát. Atapi là tinh tấn, tức nghĩa tâm tức là tinh tấn đó. Anatapi là không diệt tâm, là lừa biến, là biến nhát. Ở tập vi tức là biết sợ hãi với các ác bất thiện pháp. Và anotapi tức là người không biết sợ hãi với các ác bất thiện pháp. Chúng ta có được bốn nghĩa từ đó rồi thì bây giờ chúng ta mới nói vấn đề này. Trong cái sự tu tập đó, bây giờ chúng ta đã giải thích xong từ ngữ, chúng ta để qua bên đừng bị chi phối bởi cái từ ngữ nữa. Bây giờ chúng ta lấy cái nghĩa lý nè. Đức Phật đã dạy rằng là một vị tỳ kheo hay nói cách khác, tức là cái vị hành giả tu tập đó, một cái vị tu tập, một vị hành giả tu tập mà không có tinh tấn, không biết sợ hãi ác bất thiện pháp, thời như vậy vị đó không thể, chúng ta phải thêm mấy chữ, thời như vậy vị ấy không thể giác ngộ. Cái chữ pu sambu thai giá ở đây chúng ta phải xài cái chữ giác ngộ thôi. Akhapo là không thể, sambu thai giá không thể giác ngộ, chúng ta xài chỉ định cách nó tương đương với cái vị biến cách nguyên mẫu pu thai giá. Sambu thai giá là samputitum, nó lôi ra nữa thưa quý vị. Thôi chúng ta đi qua để tối nay quý vị nhức đầu rồi quý vị được thừa tại học Bali. học bài kinh mà nghe phân tích từ Bali nhức đầu quá. Nhưng mà không phân tích thì không được, nó là văn tự mà. Chúng ta sai cái văn tự một chút thưa quý vị, sai ly đi dậm
Cho nên phải bám sát cái văn tự mới được. Pháp vô niết bàn này giá, tức là không thể niết bàn, không thể niết bàn. Pháp vô anuttarassa yogakkhepassa athigamaya, tức là không thể đạt đến cái sự vô thượng an ổn khổ ách. Vô thượng an ổn khổ ách ở đây tức là cái sự giải thoát. Quý vị nhớ chỉ dù đó là gọi là ách hay là phối, tứ phối, tức là kama dù đó, dục ách hay là dục phối, sau quá dù đó, hữu phối, hữu ách, kiên ách, vô minh ách, vân vân. Thì như vậy, chữ khê má ở đây là một danh từ để gọi, để chỉ cho niết bàn, để chỉ cho niết bàn. Khê má tức là cái sự an ổn, cái sự tự tại, hay là cái sự thoát, thoát ách, thoát khỏi ách, tức là thoát khỏi gông cùm. Thì ở đây đó, Đức Phật là mới nói tóm lại là Đức Phật là dạy hai điều. Mình tu mà mình chậm chân tại chỗ, mình không có được giải thoát, không có được niết bàn, không có được giác ngộ là lý do gì? Một là do chúng ta biến nhát, chúng ta không có sự tinh tấn. Trong mỗi giây mỗi phút, ác bất thiện pháp nó sanh khởi, và chúng ta không cố gắng, không nỗ lực, không nhiệt tâm để chúng ta đoạn trừ, chúng ta ngăn chặn những ác bất thiện pháp chưa sanh, đừng cho nó sanh. Chúng ta không có tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm để đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh. Chúng ta không có tinh tấn, nỗ lực để tu tập những thiện pháp chưa có cho có. Chúng ta không có cố gắng nhiệt tâm để gìn giữ và phát triển lớn mạnh những thiện pháp đã sanh. Thì đối với bốn cái điều Samapatthana là tránh tinh tấn, tránh tinh tấn mà mình không có được thì như vậy gọi là không diệt tâm, tại vì mình biến nhát. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, cái pháp thứ hai nữa là không có sự sợ hãi. Ở đây chúng ta phải hiểu rộng. Bình thường khi mà chúng ta học về cái chi pháp tàm và quý, vô tàm vô quý, Ahirika, anh nói tập quá, thì chữ vô quý ở đây thì chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản là cái sự không ghê sợ tội lỗi, vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rộng thêm nữa là ở đây người tu là chúng ta phải sợ luân hồi, chúng ta phải sợ cái khổ luân hồi, sợ phiền não, sợ những ác pháp, rồi sợ, phải sợ cái sự luân hồi. Để chúng ta có ba cái sợ. Mà nếu một người tâm tham, tâm sân, tâm si, sân khởi, nó đốt cháy tâm can mà không sợ thì như vậy người đó không tu được. Khi mà người này đang tâm sát sanh,
rồi trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích. Họ không sợ cái hậu quả của cái hành động ác bất thiện pháp đó, thì như vậy gọi là người không biết sợ. Rồi lại nữa, một người họ không thấy cái khổ vô thường, vô ngã của pháp hữu vi. Họ không thấy cái khổ vô thường, vô ngã của pháp hữu vi. Họ cứ mong mỏi đời sau sanh làm chư thiên, sanh làm phẩm thiên, sanh làm chư thiên, sanh làm nhân loại. Nhưng mà họ muốn như vậy đó, nhưng họ đâu có biết rằng cái cõi nhân loại, cõi chư thiên, cõi phẩm thiên vẫn còn có nhiều cái sự khổ, khổ ải khi hết tuổi thọ, sanh trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đời này chúng ta sanh làm người, chúng ta đã có cái khổ là có những người có cha mẹ không biết thương yêu con cái, sanh ra rồi bỏ con, nó chết thì chết, hoặc là để cho bỏ ở trên đống rác hay trước cửa nhà ai đó, để cho người ta đem vô, người ta nuôi, hoặc người ta đưa vô viện mồ côi, thì vậy có cái khổ. Nếu mà mình may mắn mà sanh ra ở đời mà mình được cha mẹ nuôi dưỡng cưng chiều á, mình có cái khổ khác á, tức là sanh ở trong một gia đình nghèo khổ, giàu cha mẹ thương nhưng mà tối ngày cứ cho không, đâu có tiền mua sữa đâu, cho uống thì cho uống nước cơm khuấy với đường thôi để sống qua ngày, hoặc là lớn lên đâu có tiền để mà cho đi học, phải đi xin ăn, hoặc là còn nhỏ ở Việt Nam thì gặp nhiều chứ quý vị, còn nhỏ 5-6 tuổi, 7-8 tuổi chị em nó bồng bế nhau, cha mẹ ở nhà đuổi mấy con buổi sáng là phải đem vé số đi bán mặt ngoài tèm lem túm lút vậy đó. Đó là cái khổ, nhưng mà không ai biết sợ. Luân hồi là khổ mà không ai biết sợ. Chúng ta đâu có dễ dàng mà chúng ta sanh ra trong cái cuộc luân hồi này mà chúng ta đầy đủ 10 cái phước luân hồi, được cha mẹ hiền đức, biết thương yêu con cái, hay là lớn lên có vợ chồng được thuận hòa, đầm ấm, hạnh phúc, hay là khi có con cái nó hiếu thảo, rồi có bạn bè nó trung tính, đâu có được may mắn đó đâu. Rồi có được bà con quyến thuộc biết đoàn kết, đùm bọc với nhau, khó gia đình nào có được cái may mắn đó thưa quý vị. Rồi lại nữa, khó được cái may mắn là cái thân khỏe mạnh, ít bệnh hoạn, ít ốm đau, rồi chúng ta không được cái may mắn là sanh ra ở đời lớn lên trưởng thành, ăn nên làm ra, giàu có tiền của, có quyền chức vân vân, khó lắm thưa quý vị. Cho nên đâu phải dễ mà được cái thập phước luân hồi giống như Đức Vua Chuyển Luân Vương, hay là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót, như là Thái tử Siddhartha, ngài được cái phước báo đầy đủ hết. Nhưng mà Bồ Tát Siddhartha, Thái tử Siddhartha, ngài còn chán kìa, ngài còn sợ, ngài chứng kiến cái cảnh sanh già bệnh chết, ngài chứng kiến cảnh một người già, người bệnh, người chết. Cuối cùng ngài thấy được, Thái tử thấy được cái cảnh một người tu sĩ, một người xuất gia thanh thoát nhẹ nhàng, Thái tử mới nghĩ đến cái việc là phải bỏ hoàng cung để mà đi tu. Quý vị đừng có nghĩ rằng là Thái tử Siddhartha mà ngài bỏ hoàng cung đi xuất gia là ngài
thả mồi bắt bóng, hay là ngài đứng núi này trong núi nọ, không phải đâu. Ngài sợ luân hồi đó, ngài sợ cảnh đó, ngài sợ cảnh già bệnh chết, trước sau cũng già, trước sau gì mọi người cũng phải bị già, trước sau mọi người cũng phải bị bệnh, và trước sau mọi người cũng phải bị chết. Thì như vậy cái hạnh phúc hiện tại, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, nó đâu có là cái nghĩa lý gì đâu. Cho nên ngài sợ. Mình tu mình không sợ đó là mình tu không được. Phải sợ, biết sợ luân hồi. Cho do đó cho nên trong cái tuệ quán có một cái tuệ gọi là phát giác nhàn á, Nibbana nhàn á. Nibbana nhàn á là nhàm chán. Cái tuệ nhàm chán cái thân sanh tử này, cái thân ngũ uẩn này. Phải dân nhà nó, tức là sợ hãi với cái thân này, với cái sự luân hồi này. Và Adinawa nhà nó, tức là cái cuộc luân hồi này là nguy hiểm, đe dọa, sợ. Nó cũng có liên quan cái ý nghĩa là cái chữ yếm ly đó, thưa quý vị. Có những người họ nói rằng những cái vị mà đi tu đi xuất gia đó là cái tư tưởng bi quan yếm thế, nhưng mà thật ra đó mình không có bi quan đúng, mình phải phản kháng là mình không bi quan. Nhưng mà hỏi sư tu tập sư có yếm thế không, có chán đời, có sợ hãi cuộc đời hay không? Nó sợ chứ, chán chứ, mình phải công nhận rằng mình chán, mình sợ. Bài kinh này Đức Phật nói vị tỳ kheo nào mà tu tập mà không biết sợ cái sự luân hồi đó, không biết sợ phiền não, không biết sợ ác pháp đó, là không thể thành, không thể giác ngộ, không thể niết bàn được. Cho nên chúng ta thấy ở chỗ này ý nghĩa bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà lại thâm thúy vô cùng. Chúng ta nếu mà đi xuất gia đó, hoặc là người đại gia cư sĩ quy y Phật, quy pháp, quy tăng xong rồi, chúng ta nghĩ rằng mình quy y như vậy có phước rồi đó, rồi lâu lâu đi làm việc từ thiện một vài lần, hay là sáng tụng kinh tối tụng kinh gì là xong. Mà chúng ta đâu có ngờ rằng là phiền não ác pháp, chúng ta không có tinh tấn để chúng ta đoạn trừ, chúng ta thiếu cái sự tinh tấn đó, chúng ta lười biếng. Rồi những cái phiền não sinh khởi lên, hay là những cái ác bất thiện pháp khởi lên, mình không có sợ. Rồi cái sự luân hồi trở đi trở lại ba nẻo sáu đường, chúng ta cũng không có ngao ngán, không có ngán. Thì thử hỏi nếu mà chúng ta biết và không có ngán sợ cái sự luân hồi đó, thì làm sao mà chúng ta được giác ngộ, được niết bàn đi? Ngược lại, nếu một người xuất gia tu tập đó, mà họ có sự tinh tấn và biết sợ hãi cái sự luân hồi, thì người đó họ sẽ nhanh chóng đạt được cái sự giải thoát, đạt được niết bàn. Ngài Mahapala ngài đi xuất gia, ngài chọn cái pháp Đầu Đà là chỉ ngồi đi đứng chứ không có nằm để ngài hành thiền. Một thời gian sau thì do ngài không có ngủ, ba tháng hạ trôi qua, mắt của ngài bị bệnh, ngài phải tự nhủ với bản thân mình, cuộc luân hồi này là khổ. Dù có cái thân này cũng là khổ,
Nay ngươi đã xuất gia trong giáo pháp, nếu mình không có sự tinh tấn, không có nỗ lực mà còn luyến tiếc cái cặp mắt này đó, thì như vậy không chứng đạt được. Cho nên vị này tinh tấn nỗ lực và nghĩ đến cái khổ luân hồi mà sợ, cho nên ngài thường tự nhủ bằng một cái bài kệ là chẳng thà thành tựu được pháp nhãn, giữ được pháp nhãn tốt hơn là giữ cái nhục nhãn lẫn mắt thịt này. Cho nên sau 3 tháng hạ ngày chứng A La Hán quả, vừa khi đó thì mắt ngài bị mù. Nhưng mà bị mù không phải là do ngài tinh tấn hành đạo, mà bị mù ở đây là do cái nghiệp nó đồng thời, ác nghiệp của ngài đã tạo trong quá khứ. Cho nên lúc đó ngài cũng mù cùng lúc. Dù cho ngài không có xuất gia, ngài không có tinh tấn nỗ lực tu tập, ở nhà cũng bị mù. Cho nên bây giờ chẳng thà tinh tấn nỗ lực tu tập. Cho nên các bậc thiện trí thức chưa kia đó, những bậc đại nhân, đại hữu tình, Mahasattva, các bậc đó có trí tuệ suy nghĩ, các vị dám đánh đổi. Vì sợ cái sự luân hồi cho nên ráng mà tu tập. Vì sợ cái phiền não, chúng ta thì quá coi thường cái phiền não, cứ tham sân si khởi lên, cứ để mặc đó, cũng giống như là một người bị nhiễm độc ở trong cơ thể, không có sợ mà lo chữa trị, cứ ăn uống bừa bãi để cho cái nhiễm độc đến khi mà bệnh ung thư nó tái phát, đến cái thời kỳ thứ ba thì lúc bây giờ mới khóc, khóc thì cũng đã muộn rồi. Chúng ta hãy sợ phiền não cũng giống như chúng ta sợ virus, corona gì đó. Bây giờ chúng ta phải tránh làm sao đừng bị nhiễm cái COVID đó. Để chúng ta sợ cái COVID đó như thế nào, thì chúng ta cũng nên sợ cái phiền não, sợ cái ác pháp như thế đó. Thật ra đó, thì COVID đó chỉ là cái bệnh ở bên ngoài thôi. Dù cho nó có nhiễm, nó cũng làm cho chết kiếp này thôi. Nhưng mà khi mà bị nhiễm phiền não đó, kia lê xá đó, thì chúng ta đi đến chỗ hành động ác bất thiện pháp như sát sanh, trật cấp, vân vân, thân ác, khẩu ác, cái giá, rồi phải sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ơ tu la, nó khổ dài dài đời sau. Mà khi đã tạo ác nghiệp rồi thì đời sau mà chúng ta có hết nghiệp ở dưới địa ngục mà sanh trở lại làm người, thì chúng ta tiếp tục bị cái quả báo khổ đau nữa. Ở trong cái kiếp sống người cũng có nhiều cái hoàn cảnh rất là nghiệt ngã, khổ đau. Cái đó là do quả nghiệp ác ở trong quá khứ, chúng ta phải sợ cái đó. Nhưng mà chúng sanh thì họ chỉ sợ không có tiền, họ sợ nghèo, sợ đói, họ sợ bị nhiễm COVID thôi. Chứ còn ít có ai sợ bị nhiễm phiền não hay là sợ ác pháp khi đã thực hành, hay là họ sợ luân hồi, họ không có sợ đâu. Và chính vì vậy họ không bao giờ, họ không ngộ được, không thể niết bàn được, không thể thoát khỏi khổ ách được. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta
Đi ngược lại theo bài kinh này đó, thì chúng ta phải là người biết sợ luân hồi, mà ngay trong hiện tại đó, là những ác pháp chúng ta sợ đừng có làm. Chúng ta phải sợ nó, sợ cái hậu quả. Rồi những cái phiền não như tham sân si mà nó khởi lên chút chút đó, chúng ta cũng phải tinh tấn mà chúng ta dẹp bỏ đi. Chúng ta phải biết sợ cái phiền não đó. Đức Phật ngày thường cái thí dụ, ngày thường thí dụ như thế này, ví như này các tỳ kheo, khi một người họ vừa phát hiện trên y phục của họ có một đốm cháy, có một đốm cháy do tàn thuốc hay là do tàn lửa nó bay đến cháy rừng đó, đứng coi vậy rồi cho lửa nó bay nó vô người cái nó tự nhiên cháy, thì người đó không để yên được, người đó phải nhanh chóng mau mắn, phải mau lẹ, đó là gọi là nhiệt tâm dập tắt lửa. Vì sao vậy? Vì người đó sợ rằng cái ngọn lửa này nó bắt cháy, nó cháy toàn thân thì nó gây ra phỏng và có thể bị chết người, cho nên họ sợ. Hoặc ngày thí dụ một người nam hay người nữ còn trẻ trung, khi mà họ soi gương, họ thấy trên gương mặt của họ có một vết bẩn, họ phải nhanh chóng họ lau chùi cái vết bẩn đó liền, họ rửa mặt liền, vì họ không muốn cái vết bẩn đó làm cho cái mặt của họ bị người ta cười. Thì ở trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái thí dụ mà đã thuyết ở trong kinh điển, chúng ta nhớ. Thì từ nay về sau các Phật tử chúng ta nhớ: một, là những phiền não tham lam sân hận si mê tà kiến ngã mạn, những phiền não đó mà nó vừa sanh khởi, chúng ta chánh niệm nhận biết rằng phiền não đang sanh, phải lập tức dập tắt bằng cái sự nhiệt tâm tinh tấn lực. Rồi khi mà mình giận quá, mình muốn đánh ai một bạt tay, hay là cầm con dao mình muốn giết người đó để cho hả giận, để trả thù, thì ngay trong lúc đó là mình phải biết nghĩ đến cái hậu quả giết người là phạm pháp, là phải bị ở tù, hoặc là giết người rồi mình phải chết, sanh xuống địa ngục, đời sau thì sanh ra yểu tử vân vân, chết yểu chết non. Nghĩ vậy chúng ta sợ, cho nên chúng ta phải tinh tấn nỗ lực chặn đứng cái tâm ác đó lại. Nhưng mà bình thường thì người Phật tử chúng ta sáng chiều nhớ, cuộc sống này đã quá nhiều cái khổ đau rồi, luân hồi càng khổ đau hơn nữa. Chúng ta gặp cái sự kiện gì mà nó éo le ngang trái, chúng ta cứ nói quá tới đục khăn, khổ luân hồi. Chúng ta cứ niệm như vậy riết để chúng ta sợ, mà chúng ta không dám mơ ước cái sự luân hồi được. Trước hết là chúng ta làm như vậy đó, tu tập như vậy rồi chúng ta sẽ giác ngộ, chúng ta sẽ chứng đạo quả niết bàn, nó dễ lắm thưa quý vị. Chúc quý vị được tu tập thành công qua cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên chúng tôi kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong cái buổi học tuần sau. Xin cung thỉnh thượng tọa An Minh Thạnh chúc phương báo cho rùm Nam Mô Bụt Thầy.
Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbabuddha nupa ve nesada sati bhavantu te Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbadhamma nupa ve nesada sati bhavantu te Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbasangha nupa ve nesada sati bhavantu te Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú hành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đê quá ta, sâm ti quý hà ra qua si ni. Thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha